Trên cao nguyên trắng Bắc Hà là cộng đồng đông đảo các dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 50% dân số. Trong quá trình tồn tại và phát triển, người Mông là dân tộc có những yếu tố bản sắc văn hóa đậm đà, mang tính đặc trưng riêng, phản ánh sâu sắc đời sống sinh hoạt gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Tiêu biểu nhất phải nói đến là lễ hội Gầu Tàu, hay còn gọi là lễ hội Say Sán, được người Mông tổ chức vào dịp đầu năm mới. Năm nay, lễ hội được diễn ra lần thứ 7 trên một ngọn đồi cao tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Khi cây mơ, cây mận nở trắng bên hiên nhà, cũng là lúc trai gái Mông sửa soạn vào hội. Trên khắp các nẻo đường thị trấn hay vòng lên mỗi bản làng xa xôi, ta đều cảm nhận rõ sức sống của mùa xuân trên cao nguyên. Xứ sở của hoa mơ, hoa mận trắng tô thêm sắc màu thổ cẩm của trai gái Mông. Con đường mòn quanh co dẫn lên bãi đất rộng trên đỉnh núi chật kín người. Người Mông trong những bộ trang phục lộng lẫy nhất đổ ra trên khắp các bản làng. Những cô gái Mông diện váy áo xúm xính, dắt tay nhau đi chơi hội. Những chàng trai trong những ngày hội lớn cũng thể hiện đủ những sắc thái và cung bậc cảm xúc trong mắt những cô gái đến hội. Lễ hội Say Sán xuất phát từ lời hứa của một gia đình xin thần linh ban cho con trai để nối dõi tông đường. Chủ nhà đã lên đỉnh ngọn đồi xin thần linh giúp đỡ mình thực hiện mong ước đấy và hứa nếu thành hiện thực, hàng năm sẽ lên đây làm lễ tạ ơn. Một thời gian sau, vợ ông sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Như lời hứa, vui mừng lập đàn cúng tạ thần linh và mời dân làng tới vui chơi. Ngoài những ý nghĩa tốt đẹp như tạ ơn thần linh, trời đất và các vị thần, thì đây còn là nơi gặp gỡ vui chơi của đồng bào Mông trong những ngày đầu xuân mới. Lễ hội được tiến hành vào mùa xuân trong 3 năm liền, tại một địa điểm nhất định, rồi 3 năm sau sẽ được chuyển sang một địa điểm khác. Địa điểm làm lễ Gầu Tàu là một quả đồi thấp, đỉnh bằng phẳng, tạo nên một bãi rộng và được bao quanh bởi những ngọn đồi cao hơn. Phía trước có một không gian trũng, hẹp. Đồi Gầu Tàu phải quay theo hướng đông để cây nêu khi dựng lên đón được ánh nắng mặt trời. Người Mông quan niệm rằng quả đồi Gầu Tàu tượng trưng cho phúc mệnh của gia chủ. Theo tiếng Mông, Gầu Tàu có nghĩa là địa điểm chơi. Do đó, hoạt động vui chơi hát hội là không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới. Đến lễ hội Gầu Tàu bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy nhiều hơn những trò chơi hiện đại mà xưa kia không có, như bóng đá hay kéo co. Một trận đấu bóng quyết liệt diễn ra trên những địa hình tương đối mấp mô cũng khiến cho việc kiểm soát trái bóng khó khăn hơn. Những chàng trai Mông đổ mồ hôi tranh tài cũng cảm thấy ấm lòng phần nào với sự cổ vũ nồng nhiệt của những cô gái Mông xinh đẹp. Bên cạnh đó, những trò chơi truyền thống vẫn được duy trì như đánh quay, trò chơi thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, tinh tường và quyết đoán của những chàng trai Mông. Đã là thanh niên Mông, không ai không biết đến trò chơi này. Quả yếm trao đi trao lại như những vòng cảm xúc, gửi gắm tình cảm, lời hẹn hò. Tương truyền, trò chơi này có nguồn gốc từ câu chuyện
một chàng trai ở trên trời du xuân xuống hạ giới. Chàng đã phải lòng một cô gái, và mỗi khi uống rượu say, chàng lại rủ người yêu mình đánh yếm để giã rượu. Đối với người Mông, đánh yếm không đơn giản chỉ là trò chơi, mà đó còn là một hình thức giao duyên của trai gái Mông. Hôm nay, mọi người khách thập phương cũng đến rất đông đủ, cũng rất là vui. So với các năm trước thì được sự ủng hộ của nhiều người hơn, được người dân các nơi biết đến tụ họp nhiều hơn. Em đến đây để vui chơi với mọi người, rồi là quên với bạn, và cũng mới giới thiệu cho những bạn mà chưa đến hội. Em ước muốn là năm nay ra hội chơi rồi em có thể tìm được một người bạn đồng hành với em năm sau. Trong đời sống văn hóa tinh thần, những làn điệu dân ca Mông trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của họ. Những ca từ do chính họ sáng tác được lưu truyền qua nhiều đời. Những ca từ ấy vang lên đi từ tâm sự, nói lên những thuận lợi, khó khăn và cả những khát vọng, ước muốn gắn liền với cuộc sống của họ. Lời hát da diết vang lên như chất chứa đủ những cung bậc cảm xúc của mọi lứa tuổi. Chợ phiên hoặc những dịp lễ hội là nơi để trai gái Mông có dịp gặp nhau. Trong những bộ thổ cẩm truyền thống, họ hân hoan xuống hội như đã hẹn từ rất lâu. Nhà em cách đây mấy chục cây, biết đây có lễ hội gầu tàu, lên đây chơi và thấy rất nhiều bạn gái xinh và muốn kiến một đứa đi chơi. Qua ánh mắt và cử chỉ, có một cảm nhận đồng cảm nào đó như sợi dây xuyên suốt khi trai gái Mông trao duyên. Càng gần đến những ngày cuối hội, trong những bụi cây hay ẩn trong những chiếc ô được trai gái Mông chọn làm nơi tâm sự xuất hiện ngày một nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ họ đã tìm thấy một nửa còn lại ở lễ hội này. Có lẽ một trong những điều độc đáo nhất là tục kéo vợ hay bắt vợ của người Mông. Đôi lúc người ta nghe thấy những tiếng hò hét qua lại của những tốp nam nữ. Kéo vợ là một phong tục văn hóa của người Hơ Mông. Kéo là thể hiện giá trị và niềm kiêu hãnh của người con gái. Nó cũng cho thấy sức mạnh của người con trai. Trong ký ức của nhiều người, lễ hội gầu tàu là nơi chứng kiến những câu chuyện tình yêu rồi nên duyên vợ chồng rất đẹp. Nhưng có nhiều người trong ký ức cũng tại những lễ hội này để lại cho họ sự tiếc nuối, nhớ thương ai đó. Họ được phép gặp lại nhau trong những dịp này để tâm sự và nói với nhau những điều đã qua. Thời xưa các cụ ấy cũng đã có rồi. Nói chung bây giờ thì mình cũng phát huy lại truyền thống ấy thôi. Thì cả bạn bè, cả người tình xưa trong nữa thì nói chung là cũng chỉ mong một lễ hội này gặp mặt nhau đấy, chào hỏi nhau câu, thăm hỏi cuộc sống gia đình sống ra sao rồi, là nói chung là con cái gia đình hạnh phúc không, nói là người bạn gái cũng ngày xưa thì cũng gặp gỡ nhau thì cũng chào hỏi nhau, chúc một câu năm mới gia đình an khang thịnh vượng. Rộn rã nói cười hơn cả là nơi ăn uống thắng cố không lúc nào vơi trong chảo, cũng như rượu không lúc nào cạn trong bình, nơi người miền xuôi hay người miền ngược đều lạ thành quen, cùng hòa vào nhau bên bát rượu ngô nồng nàn thơm nức. Đàn ông hề hà cười nói cạn những chén rượu đầu năm mới, phụ nữ xì xụp bên những bát phở còn bốc khói nghi ngút. Thank you.
Trên những quả đồi xa xa, người ta thấy rợp trong sắc màu váy áo của những chàng trai, cô gái. Người ta thấy không khí lễ hội đầu xuân đầy háo hức và vui tươi. Trong màu xanh trùng điệp của núi rừng, người già thì chúc nhau sức khỏe, ấm no thông qua những lời dân ca của dân tộc mình. Trẻ em thì mặc sức vui đùa, ăn uống. Thanh niên nam nữ thì múa hát chơi hội và tỏ tình trao gửi lời hẹn ước kết đôi. Bức tranh hoàn hảo ấy như thêu vào lòng du khách một ấn tượng say đắm khó quên. Một nét tinh thần của đồng bào Mông trên cao nguyên trắng Bắc Hà mang những vẻ đẹp nguyên sơ và độc đáo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.